bộ phim truyền kỳ tay súng thần. Tập 9. Mau, mau, mau! Mau đi lấy lương thực. Bà đi chậm thôi. Mệt không? Cha, cha có mệt không? Không sao, đi thôi. Chúng ta có lương thực rồi. Mọi người nhìn thấy uy lực của Thái Bạch Kim Tinh chưa? Bọn giặc nhìn thấy kiểu gì cũng tè ra quần. Bà có biết Thái Bạch Kim Tinh trông như nào không? Đẹp trai không? Thái Bạch Kim Tinh không đẹp trai mà được sao? Không cần nghĩ cũng biết là đẹp trai rồi. Dù cô ấy trông như nào, chúng ta phải đốt thêm nhang cho cậu ấy, chăm chỉ cúng bái cậu ấy. Đây mới là việc chúng ta nên làm đó. Đúng đó ông? Tôi về nhà phải cúng bái cho nó cẩn thận. Cầu xin Phật Tổ bảo vệ cho cậu ấy, cầu xin Bồ Tát bảo vệ cho cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt, là cố tình của người dân chúng ta. Đúng, phải phù hộ. Câu này nói đúng rồi. Cha, cha nhìn thấy mấy hòn đá đó rất bắt mắt. Chúng ta đặt ở đó đi. Đảm bảo Thái Bạch Kim Tinh sẽ nhìn thấy. Để sói ăn mất thì sao? Sói mà dám ăn đồ của Thái Bạch Kim Tinh à? Hơn nữa, không chừng lát nữa Thái Bạch Kim Tinh sẽ tới. Chúng ta cứ đặt đó đi. Đây, đặt chỗ này được. Cha, cha nghĩ Thái Bạch Kim Tinh có nhìn thấy không? Có, chắc chắn sẽ thấy. Vậy được rồi, chúng ta về thôi. Đi. Từ từ. Rồi rồi, không sao. Thái Bạch Kim Tinh có nhìn thấy không? Có, chắc chắn nhìn thấy.
lại là tên sao chổi đó. Chỉ có mình hắn thôi sao? Dạ đúng, chỉ có mình sao chổi. Nhục nhã! Đây là nỗi nhục của quân nhân đế quốc. Không thể để các dũng sĩ chảy máu vô ích. Có điều, tôi có một phát hiện quan trọng. Tôi phát hiện ra quy luật hành động của sao chổi. Nói, thời gian sao chổi tập kích chúng ta hầu hết đều tập trung từ 6 đến 7 giờ sáng. Buổi chiều là từ 1 đến 3 giờ. Chiều muộn là từ 5 đến 6 giờ. Sao chổi này cũng hiểu về tâm lý học đấy. Biết nhân lúc binh sĩ của chúng ta mệt mỏi, tinh thần mất tập trung, sẽ lén lấy mạng binh sĩ của chúng ta. Còn gì nữa không? Theo như dấu vết hiện trường để lại và phân tích thủ pháp tác chiến, chắc chắn hắn đã được huấn luyện toàn diện về bắn súng chuyên nghiệp. Bắn rất chuẩn, lựa chọn điểm ngắm rất chính xác, di chuyển mau lẹ, lạnh lùng bình tĩnh, bắn là trúng. Cậu nghĩ hắn đã chọn loại súng như nào? Tôi nghĩ là một khẩu súng bắn tỉa thông thường. Nòng súng không dài, độ zoom của ống kính ngắm chuẩn sẽ không quá cao. Vì tất cả nạn nhân của hắn đều bị bắn ở cự ly gần, không quá 1.500 mét. Hơn nữa đầu đạn còn là loại rỗng. Thế mới nói vũ khí của hắn không phải là quá tốt. Cậu nói rất đúng. Vậy cậu phán đoán thế nào về nhúm tóc bạc trên đầu hắn? Tóc trắng, tôi nghĩ là hắn tự chế. Hắn muốn có một điểm đặc trưng rõ ràng, giống như anh hùng Ryusuke Yoshikawa của chúng ta. Hắn muốn dựa vào điểm đặc trưng này để có sức kêu gọi mạnh mẽ. Điều này càng chứng minh hắn là một tên vô cùng nguy hiểm. Quách bạn đúng. Lão Quách, đoàn trưởng làm tôi giật mình. Đi đi. Dạ. Còn lý do quan trọng nào hỗ trợ cho phán đoán này của cậu? Dựa vào tranh vẽ toàn thân do anh ta vẽ, người này khoảng 25 tuổi cho đến 40 tuổi. Rất có thể là người ở khu vực Tô Nam. Hắn đã quen với việc tác chiến một mình trong mọi hoàn cảnh. Rất có thể có nguồn cung cấp đạn dược ổn định. Nguồn cung cấp của hắn có thể đến từ những tên điêu dân thù hận đế quốc. Quan trọng là đạn dược. Vì thế tôi phán đoán hắn sẽ có ẩn náu trong nhiều hang động, cũng là nơi tích trữ những đạn dược này. Nếu không, hắn không thể duy trì tập kích lâu đến vậy. Hang động hả? Vậy có khoanh vùng được phạm vi chưa? Có rồi. Phân tích dựa trên thời gian, địa điểm và thời gian điều kiện cung ứng. Tất cả điều kiện này đều hướng đến một địa điểm khả nghi nhất, là một thôn trang ở phía tây thành Lực Dương, thôn Thủy Tây và thôn Mã Gia. Trong đó thôn Thủy Tây đáng nghi hơn cả. Thôn Thủy Tây,
cuối cùng cũng được tắm thoải mái một lần rồi. Nhưng cũng được lắm, vẫn không bằng nước nóng ở nhà. Cuối cùng cũng được tắm thoải mái một lần rồi. Yamamoto, lát nữa cọ lưng cho tôi nhé. Tự làm đi chứ. Anh tắm nhanh lên. Vội cái gì? Còn 5 phút nữa, mau lên. Tần Tú Quân, mau, mau, mau lên. Sự ngoan cường và xảo quyệt của tên sao chổi này đã nằm ngoài dự tính của chúng ta. Kataoka, mong cậu sẽ tiếp tục cố gắng.
tin rằng chúng ta không còn cách chiến thắng bao xa nữa. Đại tá, chúng ta có thể ép sao chổi xuất hiện. Ép như nào? Cậu nói đi. Sao chổi dân chúng ở thôn Hạ Tây nhất định sẽ biết điểm dừng của sao chổi. Hay nói cách khác, sao chổi nhất định đang trốn ở thôn Hạ Tây. Chỉ cần chúng ta bắt hết người dân của thôn Hạ Tây lại, nhất định sẽ có kẻ sợ chết phải khai ra tung tích của hắn. Thế nếu không có kẻ sợ chết thì sao? Vậy còn cách khác nữa, chúng ta giết hết chúng đi. Cậu giết chết dân chúng thì có tác dụng gì? Ngài đại tá, tôi sẽ giết từng người một. Chỉ cần sao chổi biết được tôi đang giết dân chúng, chắc chắn hắn sẽ đứng ra khoanh tay chịu trói. Rất tốt. Vậy phải nghĩ cách dụ hắn ra. Trước khi chưa dụ được sao chổi ra, tuyệt đối đừng có mềm lòng. Rõ. Ông Dương, Hưởng Tử, ông Dương, Hưởng Tử, sao vậy, bị thương à? Hưởng Tử, ráng lên, tôi đi lấy thuốc cho cậu. Dạ, đây là ai? Anh Hưởng Tử của con đó. Anh Hưởng Tử, sao con chưa nghe đến bao giờ? Con nắm chuyện thế vậy? Đi, ra ngoài trong chừng. Phát hiện có ai khả nghi thì mau vào báo cho cha. Con biết rồi. Để tôi xem nào, ngón tay có cử động được không? Được, chỉ là vẫn đau lắm. Cũng may chưa bị thương đến gân cốt, chỉ cần không bị thối tình thì sẽ mau lành thôi. Sao cậu bất cẩn thế? Ban ngày là cậu bắn súng đấy à? Cũng có cả bọn giặc bắn nữa. Bắn một phát trúng vào tay tôi. Chỗ này, bọn chó này bắn cũng chuẩn đấy. Cậu cầm hết chỗ thuốc này, đi đi. Xem chút nữa thì mất mạng. Sau này đừng có hành động hấp tấp, phải cẩn thận chút. Hơn nữa, cậu phải ăn nhiều món vào, đừng chỉ ăn mỗi khoai tây. Còn nữa, nhắm không bắn được địch thì thôi đi, đừng để cho bọn chó Nhật phát hiện ra cậu. Nhớ nhé. Nào, uống nước đi. Dạ, bọn giặc đến. Bên ngoài toàn là bọn giặc. Tôi phải đi đây, bác ạ.
Anh định đi đằng nào? Bên ngoài toàn là bọn giặc, anh không ra ngoài được đâu. Hưởng Tử, nào, đi theo tôi. Mau, vào đi. Bác Triệu à, tôi nên đi thì hơn. Không thấy Nhị Tử nói à? Bên ngoài dù có xảy ra chuyện gì cũng được ra ngoài. Mau vào trong đi. Mau, mau. Mau. Bác Triệu, nhớ lấy, tuyệt đối không được ra ngoài. Mau, nằm lên ngủ đi. Mau lên, còn ngay ra đó làm gì nữa. Mau. Ra đây. Người trong nhà ra hết đây. Khốn kiếp. Các người định làm gì vậy? Ra ngoài. Mày, dậy mau, ra ngoài, bỏ lên. Đi mau, ra ngoài. Mở lên. Đi mau. Đi. Bà con, đừng sợ, yên tâm. Hoàng quân chỉ cần sao chổi thôi. Nếu mà các người biết tung tích của sao chổi thì đừng cố giấu. Nếu biết hắn trốn ở đâu, trốn trong nhà ai thì mau khai ra. Chỉ cần các người khai ra tung tích của sao chổi thì sẽ được về nhà. Ta đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện cũ. Hoàng quân còn thưởng cho các ngươi nữa. Thế nào hả? Ai biết thì mau nói ra. Nói ra đi. Có ai biết tung tích của sao chổi không? Có ai biết không? Mau nói ra đi. Đừng làm liên lụy mọi người được không? Tôi không muốn chết đâu. Sao chổi, anh có giỏi thì xuất hiện đi. Sao thế? Các ngươi đều bị câm hết rồi à? Đây là tình tiết có liên quan đến cả tính mạng đấy. Việc gì phải vì một tên sao chổi không liên quan mà phải bỏ mạng? Nếu các ngươi biết thì nói ra đi. Có ai biết thì mau nói ra đi. Có ai biết thì mau nói ra đi. Có ai biết tung tích của sao chổi không? Mau nói ra đi. Đừng làm liên lụy mọi người. Có ai biết thì mau nói ra đi.
Ngươi, ngươi lại đây, lại đây, lại đây. Khốn kiếp, ra đây. Mẹ, mẹ. Bà cụ, sao thế? Bà có biết sao chuỗi ở đâu không? Không biết. Vậy tốt. Vậy bà xem cây đao này của ta. Bà có thích không? Không thích. Không thích. Vậy tôi hỏi bà câu nữa. Bà có thấy sao chuỗi từng đến nhà ai không? Không. Không thấy. Tôi không biết. Rất tốt. Tôi rất hài lòng với câu trả lời của bà. Mẹ. 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 Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Cô bé, đừng đau lòng, đừng khóc. Chỉ cần biết tung tích của sao chuỗi thì nói ra. Cô xem, mẹ cô chết cũng đáng chút nào. Cô chỉ cần nói ra tung tích của sao chuỗi, mẹ cô chết sẽ được nhắm mắt. Rất tốt. Tôi rất thích. Vậy thì cô đi cùng mẹ cô đi. Ở bên đó, mau. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đuổi theo. Đừng để hắn chạy thoát. Ở đằng kia. Đuổi theo mau. Mau. Đứng lại. Lục soát. Cẩn thận. Cẩn thận. Thứ gì vậy? Khốn kiếp. Lục soát cho ta.
Báo cáo, không có gì hết. Không có gì hết. Tên khốn kiếp này, đốt căn nhà này đi. Rõ. Người nào mà nhiều tiền vậy? Không phải là lừa đảo đấy chứ? Năm thỏi vàng đó, không ít đâu. Hoàng quân truy nã sao chổi, ai cung cấp được manh mối sẽ được thưởng năm thỏi vàng. Có rất nhiều vàng. Sao chổi đã giết chết rất nhiều hoàng quân, là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Hỗ trợ hoàng quân bắt được kẻ này, hoàng quân sẽ có thưởng lớn. Đặc điểm nhận dạng của sao chổi, trên trán có một nhúm tóc bạc. Tháng 6 năm 13 Chu Hòa, trung đoàn Kawasaki đại đế quốc Nhật. Ngươi biết tung tích của sao chổi thật chứ? Đúng vậy, tiểu nhân biết thật ạ. Hình như tôi từng gặp anh ở đâu rồi. Đúng vậy đấy, lần trước ngài đến thôn Hạ Tây tôi cũng ở đó. Rất tốt. Thế sao lần trước anh không nói? Lần trước tiểu nhân vẫn chưa biết tung tích của hắn. Vậy ý của anh là bây giờ anh đã biết tung tích của hắn rồi? Biết, biết à. Tối qua chính mắt tôi nhìn thấy sao chuỗi. Anh nói đi. Sự việc là thế này. Đêm qua tôi đi vệ sinh, nhìn thấy một tên lắm là lắm lét lẻn vào trong thôn. Khi đó tôi cảm thấy người này chắc chắn không phải dân lành. Thế rồi tôi nấp đi luôn. Khi đó ánh trăng rất sáng, chính mắt tôi nhìn thấy trên trán hắn có nhúm tóc bạc. Chỉ có mỗi đặc điểm này thôi sao? Còn nữa, hắn còn biết võ công nữa. Sao anh biết? Từ lúc hắn đi từ chỗ ẩn nấp đến đó, gần như không nghe thấy một tiếng động gì hết. Cái bóng lưng đó nhất định là của hắn. Rất tốt. Vậy anh có biết chỗ ẩn náu của hắn không? Biết, biết. Khi đó tôi đã bám theo, ở ngay trong một tiểu viện trong thôn đấy. Kataoka, cậu dẫn Dương đại nha lập tức đi bắt hắn về đây. Phải thật nhanh đấy. Rõ. Thưa ngài, sao chổi đang ở trong tiểu viện đó. Là tiểu viện này. Chắc chắn chứ? Chắc chắn, chắc chắn. Rất tốt. Ta mộc có. Lát nữa cậu dẫn quân bao vây quanh căn nhà từ chỗ này. Rõ. Linh Mộc, có. Lát nữa cậu dẫn quân bao vây quanh căn nhà từ chỗ này. Nhớ, dù là một con ruồi cũng không được để nó chạy thoát. Rõ, xuất phát. Thank you.
khốn kiếp. Bắt lấy hắn. Rõ. Rất tốt. Sao chổi? Sao chổi? Đi. Mời ngài. Mời. Chính là hắn. Sao chổi, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta. Khốn kiếp. Ngài đại tá, sắc mặt ông khó coi như vậy, rốt cuộc là cái chuyện gì? Cả người bắt về rốt cuộc là ai? Sao chổi? Có thật là sao chổi không? Hoàn toàn chính xác. Khốn kiếp. Dạ. Tên đó chắc chắn không phải là sao chổi. Tôi có ít nhất 4 lý do để có thể chứng minh hắn không phải là sao chổi. Xin ngài đại tá chỉ dạy cho. Thứ nhất, sao chổi là kẻ gian xảo, rất giỏi ẩn thân. Tên Dương Đại Nha kia lại dễ dàng phát hiện ra hắn, lại còn bám theo hắn mà không bị phát hiện. Còn 3 điểm nữa. Điểm thứ hai, sao chổi không thể ở trong tiểu viện được, như vậy rất khó trốn thoát. Đây không phải là phong cách của sao chổi. Kẻ này dám chống đối quân ta. Hơn nữa, hắn rất gian xảo, lại còn biết võ công nữa. Đây chỉ là vẻ ngoài thôi. Cậu có chú ý đến ngón tay của kẻ đó không? Ngón tay của người này bằng phẳng, không phải đặc điểm nhận dạng của một xạ thủ. Điểm thứ tư quan trọng nhất, ánh mắt của hắn như kẻ vô hồn. Sao chổi không phải như vậy. Đây tuyệt đối không phải đôi mắt của sao chổi. Vậy tôi sẽ đi bắt tên Dương Đại Nha ngay bây giờ.